Phát hiện canh thịt bò nghìn năm tuổi trong mộ cổ. Một nồi canh thịt bò vừa được tìm thấy bên trong mộ của một quý tộc Trung Quốc có niên đại từ thời Chiến Quốc. Một vật thể nghi là canh thịt bò vừa được tìm thấy trong nhiều nồi nấu ăn cổ đại Trung Quốc. Đây chính là phát hiện được khai quật bên trong ngôi mộ cổ ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ xác định xương trong nồi là chi trước của bò. Do đó họ đoán rằng nước bên trong nồi có thể là nước canh thịt bò. Sau khi Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học Hà Nam công bố những hình ảnh này trên mạng, nhiều người dùng mạng nói đùa rằng đây là nước canh thịt bò 1.000 năm tuổi và đoán rằng chủ nhân ngôi mộ là một người sành ăn. Wu Jiyang, người phụ trách khai quật cho biết, ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Chu trong thời đại Chiến Quốc, từ năm 475 năm 221 trước công nguyên. Ông Wu cũng nói rõ rằng canh thịt bò thực chất là nước ngầm bị rò rỉ. Nước trong nồi nhìn giống như nước canh nhưng thực ra lại là nước ngầm. Chúng tôi phát hiện hầm mộ bị rò rỉ nước bên trong. Vì mực nước ở đây khá cao, nhiều khả năng hầm mộ đã bị ngập, ông Wu nói. Cũng theo ông Wu, những chiếc nồi cổ đại bên trong hầm mộ từng được sử dụng để chứa thịt bò, thịt lợn, thịt cừu như những con vật hiến tế. Hiện tại, họ vẫn chưa biết những chiếc xương bò trong nồi đã được nấu chín chưa hay vẫn còn sống. Ngôi mộ từng bị trộm đột nhập hồi đầu năm nay. Theo ông Wu, sau đó viện nghiên cứu mới bắt đầu tiến hành khai quật. Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, chủ ngôi mộ là một quý tộc Trung Quốc. Cả làng hò nhau lôi cá biển mắc lưới. Vừa kéo lên bờ, ngư dân choáng nặng, dị vật nhầy nhụa nôn ra từ miệng. Ngư dân đã rất sửng sốt khi một con cá mập lớn vướng vào lưới của anh ta. Nhưng khi nhìn vào phần miệng của con cá thì càng bất ngờ hơn. Mới đây, một ngư dân có tên là Gresvela đã tìm thấy con cá mập vướng vào lưới đánh cá. Theo người này, các ngư dân đã nhìn thấy con cá mập này trong tình trạng thoi thóp vì miệng đang ngậm thứ gì đó, không nuốt được mà cũng không nhả ra được. Vì thế, họ nhanh chóng tiến đến phía trước con vật này và bất ngờ khi thấy dị vật đang khiến con cá mập phải khổ sở. Trong miệng con cá là một chú rùa đang dần bị phân hủy, nhưng không khó để nhận ra con rùa này có kích thước khá lớn. Đó là lý do mà con cá mập nặng tới 2 tấn vẫn bị chính con mồi làm cho kiệt sức và sau đó không thể qua khỏi. Con rùa là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của con cá mập khổng lồ này. Được biết, dù có kích thước khủng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng đây chưa phải là con cá mập trắng lớn nhất. Theo ghi nhận, cá mập trắng lớn nhất thuộc về một con cá mập có tên là Deep Blue, nặng tới 2,5 tấn và dài 6 mét. Deep Blue năm nay đã 50 tuổi và lần cuối người ta nhìn thấy nó là ở ngoài khơi Hawaii vào đầu năm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!